I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì năm mới mình cũng xin up lại cái con game này. Vì hôm bữa nhiều bạn nói là con này nó bị lỗi gì đó. Thì hôm nay mình xin up lại ha. Đó, nó lỗi gì đó thì hôm nay mình up lại cho các bạn. Hướng dẫn các bạn là những bạn mà chưa Việt hóa được thì hướng dẫn các bạn là Việt hóa luôn. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần Việt hóa ha. Rồi bây giờ mình cũng hướng dẫn các bạn là Việt hóa con GameBow luôn ha. Bây giờ chúng ta bấm vào đây. Thì các bạn tải cái file Việt hóa của mình về. Đó. Thì các bạn vào... các bạn nào mà có RAR nè, cái RAR này thì các bạn bấm vào và giải nén. Còn bạn nào mà chưa có thì có thể lên CH Play để tải về. Rồi bây giờ chúng ta giải nén ra ha. Bấm vào giữ. Giải nén tập tin. Đồng ý. Thì con này mình nhớ không lầm là có cái... Rồi bây giờ xong rồi ha. Ta chưa thấy gì đúng không? Rồi bây giờ hót ra. Vào lại. Đó sẽ thấy nè. Chúng ta vào luôn. Vào nữa. Vào nữa. Vào luôn. Vào luôn. Rồi các bạn copy hai cái file này ha. Sao chép. Ý bậy. Vô bộ như trong. Rồi chúng ta tìm đến cái thư mục Android ha. Thì cái game này mình có thâu luôn nha các bạn. Và thâu không phải là bên mình giữ ấy. Đây Android nè. Vào data. Vào cái hero đan giao này nè. Rồi bấm vào. Bấm vào file. Bấm vào cái này 246. Bấm vào CN. Hoàn tất. Bỏ nó vô đây. Áp dụng thay thế. Rồi bây giờ chúng ta vào game thưởng thức. Rồi bây giờ là nó Việt hóa rồi đó ha các bạn. Đó. Chuẩn bị là có tiếng Việt nè. Rồi con này là mình nói lại một lần nữa là có thâu nha các bạn. Và giá thâu của nó là 100 nhân dân tệ. Là full kim cương, full ngọc gì đó. Bên mình là có luôn ha. Và nhắc lại với những anh em mà nạp tệ là nạp bên kênh của mình. Với con này nè là bên mình đang khuyến mãi là 3.300 một tệ. Với điều kiện là các bạn nạp 100 tệ đối với con này ha. Chỉ con này thôi. Là còn là 330k cho 100 nhân dân tệ. Là full GM của con này đó. Mà mình nói trước full là với điều kiện là các bạn vào. Khi nạp tệ là các bạn nói là từ bên HeoVKT qua ha. Thì sẽ được giảm còn là 330. Con này mình đã hướng dẫn một lần rồi. Nhưng mà nhiều bạn là làm không được. Hay là nhiều bạn nói là con này nó bị không có VIP này nọ. Hay là reset nhân vật. Thì hôm bữa là do quá tải nên là phải reset lại ha. À còn một vấn đề nữa là nếu mà bạn nào mà mua thâu rồi đó thì ở bên chỗ nạp thâu sẽ là lưu lại. Và khi mà các bạn khi mà game nó có bị reset đó, thì các bạn có thể nhắn tin cho bên đó và yêu cầu bên đó là mở thâu lại cho các bạn ha. Chứ các bạn không bị mất thâu phải mua lại từ đầu ha. Trừ khi là con game này nó bị chết không có xài được nữa hay là sao đó thì là mới không có mở lại được cho các bạn thôi ha. Chứ còn con game này còn hoạt động là bên đó sẽ mở lại cho các bạn bình thường. Bạn thấy không? Đi mua một ít đồ là nó hết rồi. Đối với anh em nào mà chơi con game này mà gọi là sao ta? Chơi cái con game này mà lâu dài rồi đó là sẽ biết được. Cái giá trị của cái con game này nó ra sao. Dạ, mà mình nói luôn là cái bản này là bên mình Việt Hóa, là anh em nào mà lấy cái file Việt Hóa thì làm ơn ghi thâu và ghi cái nguồn giùm mình nha. Để mà bên mình còn có động lực năm sau còn Việt Hóa nhiều con nữa, chứ cứ vậy lấy về thông là mai mốt là bên mình sẽ không có mà mở Việt Hóa này nọ cho các bạn nữa đâu ha. Không có làm mấy file Việt Hóa giống vậy nữa đâu. Là anh em tự tìm nha. Đậu nè, các bạn mà nạp full kim cương là sẽ nạp mỏ kim cương ở cái danh hiệu đẹp ghê không. Còn mấy danh hiệu này tào lao không, vì lãnh chúa phó bản ác mộng là lãnh chúa nè đó, lực chiến đạt nữa nè, là cũng sẽ được cái bản danh hiệu cũng đẹp chứ đâu như mấy cái bản danh hiệu này trời ơi xấu đau xấu đớn luôn nè. Đây nè, bóng thời trang má, tên nghe tên bóng là hay quê vậy. Đây, thú cưỡi. Hồi nãy là mình mua hết rồi nè. Cưỡi bò, cưỡi gì. Mấy con dưới này chưa mua trời. Đâu rồi, đây. Ủa hồi nãy mở rồi mà ta. Rồi bây giờ chúng ta vào đánh một trận thử ha. Ở đây là không đụng tới được rồi. Ủa cái chỗ mà làm nhiệm vụ đó mất mẹ nó rồi. Bây giờ là 1 giờ 43 phút rồi ha. Là mình còn làm video cho các bạn nè. Các bạn nhớ like và share ủng hộ kênh mình nha. Năm mới mình chúc các bạn là vui vẻ, hạnh phúc ha. Và nhớ đừng quên HeoVKT này nha. Rồi đánh sơ sơ cho các bạn xem thôi, là file Việt Hóa vẫn xài bình thường ha. Và nó có thêm một cái nữa là có thâu GM ha. Để hổng ra là nhiều bạn hỏi mình con này có thâu ha, là nạp sao? Thì nạp làm gì? Bỏ 100 tệ 330.000 ra mà mua cái GM về mà xài hả ra luôn, chứ nạp làm gì cho mệt. Rồi có vài lời muốn nói với anh em trong ngày 30 Tết này ha. Chỉ vậy thôi. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Cái con UC sẽ down những cái link game này nọ, down file vậy nó dễ hơn ha. Ở đây mình sẽ lấy một cái file phi tiên 1 tỷ 2 hôm qua để làm ví dụ ha. Đó, kéo xuống, ở đây có phần ấy nè ha. Nó kêu chọn đèn giao thông, địt mạ nó, lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi. Quay lại ha. Bấm vô đây. Nó kêu chọn gì vậy? Chắc chọn cây cọ hay gì à, xe hơi. Mà xác minh này nọ thì xuống ha, bấm vào cái link dưới này ha. Bấm một lần thì nó sẽ nhảy vào một cái link mới. Nếu mà nó nhảy tab á, thì các bạn lên đây nè, bấm bỏ cái tab bên kia ha, để là cái tab lateral thôi ha. Giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha. Rồi, xuống 0 giây kéo xuống dưới này. Bấm vào lấy link. Nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì các bạn cứ để như vậy ha. Còn đây là đâu là cái file nè ha. Đó, xuống kéo xuống đây. Tiếp tục chờ ha, chờ xong rồi bấm vào đây. Đó, chờ đủ 0 giây bấm vào. Này nó kêu gì vậy? Đèn giao thông, ở đây làm gì có đèn giao thông trời. Rồi sau hôm xác minh xong không phải là robot thì các bạn kéo xuống ha, tạo đường link nè. Bấm vào. Rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha, kéo xuống. Bấm vào. Đó, lấy được link ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.